Rồi xin chào quý anh chị ha, hôm nay Duyên sẽ giới thiệu hai cái vũ khí hạng nặng. Duyên giới thiệu cái này đảm bảo quý anh chị luôn, ai thấy cũng khoái luôn, chạy ra mua liền. Máy Deadtong mới vừa về, chân pin thông dụng nha quý anh chị. Trước tiên để khoan thử, test thử cho quý anh chị coi rồi mới giới thiệu về cái máy. Đảm bảo quý anh chị đã thấy là khoái liền cho vũ khí hạng nặng luôn. Khoan thử cái này luôn quý anh chị ha. Đó, quý anh chị thấy không, nguyên lỗ này đi ống máy lạnh là ngon lành đó. Nhìn em nè, thấy gớm luôn không, hy sinh về nghệ thuật thấy không. Rồi cái này là con máy lớn ha, nói chung là khoan là vô tư là 79 N lận, nhưng mà bây giờ coi nhiên làm con máy nhỏ cho quý anh chị mình coi nè. Đây này là con máy nhỏ, mình bắn cái sắt dày vậy nè đó, mình coi cái độ dày nó là mình biết quý anh chị ha. Đây bắn thử cho quý anh chị mình coi luôn. Quý anh chị thấy không, dày như vậy là bắn vô tư, thấy không, dày bắn vô tư luôn, sắt dày là chuyện nhỏ đó, là quý anh chị biết ngon rồi đó. Rồi bắn gỗ nè, thấy quý anh chị thấy không, nhẹ nhàng vậy nè đó, quý anh chị thấy bắn vô tư. Đây bắn vô cái gỗ nè đó, thấy không, nhẹ nhàng vô cùng luôn quý anh chị đó, khỏi chê nha. Rồi ngon lành. Rồi quý anh chị thấy không, tức là nhiên có hai con máy này, nhưng khẳng định quý anh chị nghe cái giá là quý anh chị phải mua liền, giá khuyến mãi luôn, giá dễ chịu vô cùng. Mời mấy anh chị xem tiếp nè. Rồi xin chào quý anh chị cô chú ha, quý anh chị thấy ngon, nhưng nói cái này nó ngon dữ lắm, quý anh chị phải chạy mua liền cái này mà giá nó rẻ nữa quý anh chị. Bây giờ quý anh chị thấy không, nhiên khi xin về nghệ thuật chơi cắt nguyên cái này, cắt chơi nguyên cái này cho quý anh chị mình coi luôn. Thấy không, đây là con khoan 13 ly nè, con này con khoan 10 ly, tất cả chạy từ hết quý anh chị. Đây nhiên sẽ giới thiệu quý anh chị từng con máy, giá dễ chịu vô cùng. Đây cái model của con máy này là đầu 10 ly ha, M21ID10BL, tức là chạy từ không có chổi than đó. Thì quý anh chị thấy cái con nhỏ này là 21V nè, Rubdev motor nè. Tốc độ số 1 của nó là, tức là nó có tốc độ số 1, số 2 trên này quý anh chị. Tốc độ số 1 chạy từ 0 cho tới 400, còn tốc độ số 2 là từ 0 cho tới 1500. Đó, lực của con này là 50 N. Đó thì 20 cấp độ trượt, 3 chức năng, thấy không? Có đảo chiều, đầu kẹp 10 mm. Quý anh chị thấy con này nó chạy không? Rất là êm. Đó, quý anh chị thấy cái máy lần này thiết kế là, nhưng nói với anh chị nhỏ gọn cực kỳ. Đó, có hai cái đầu vít hai bên. Quý anh chị mình lưu ý nè, quý anh chị lưu ý thấy cái này nó chạy trên này rất là thẳng không, nhưng mà ở đây ở ngoài quý anh chị thấy dù gì nó cũng có quơ quơ nhẹ xíu. Thì nhiên nói quý anh chị á, là tức là cái dòng máy cỡ như vậy, đầu bằng sắt thì chạy ở bên này mình không quan trọng, thấy không, nó chạy làm ở đây nó có hơi quơ nhẹ xíu, nhưng mà đầu tâm là chuẩn xác cực kỳ nha. Còn bên ngoài này nó không có gì hết á, nó dày nhưng mà ở đây nó rất là thẳng. Để quý anh chị mình biết, đừng mình mua những cái sản phẩm như thế này mà mình đòi hỏi nó phải giống như là Makita cả chục triệu hay là The Watt 6-7 triệu thì nó không có thể nào được quý anh chị. Tại cái body này ba chức năng, khoan từ, cục ngủng dày, đầu bằng sắt, auto lock, quý anh chị thấy không, cứng ngắt, siết cái cứng ngắt liền. Giá 890.000 rồi quý anh chị thấy không nè, quý anh chị nhận là nó dày nè, nguyên một cái hộp như vậy ha. Thì quý anh chị không thích mua có pin sạc thì quý anh chị mua cái như thế này thôi. Đó, một cái máy như thế này, ở đây là nó có cái bát bắt quý anh chị. Về quý anh chị mình nhớ chỗ cái bát bắt này, khi quý anh chị gắn pin vô, đôi khi là nhét cục pin nó đụng con vít này thì mình phải mở con vít này ra nha. Chứ đôi khi nhét đụng con vít này á, nó siết vô sâu á, là nó chưa có siết này nè, quý anh chị mình nó bị giống như là nhét không có vô pin được á. Là có nhiều người nói rằng là cái này pin không giống, không có phải nha quý anh chị. Chị review cho nó kỹ đó, mấy anh chị thấy không, cái máy này ở trên đầu á, chị thấy nó quơ quơ nhẹ nhưng mà cực kỳ thẳng tâm. À, cái này nó kẹp từ 0.8 tới 10 mm đó. Thì mấy anh chị thấy con máy bê tông ba chức năng nè, 20 cấp độ trượt ha, giá 890.000 cho cái body. Còn quý anh chị mình muốn mua có pin sạc luôn
thấy không, nguyên máy nguyên một bộ, một pin một sạc thì giá nó là 1.790.000 nha quý anh chị đó. Rồi đây là con 10 ly, đầu kẹp 10 ly ha, ID10 BL. Còn xin giới thiệu quý anh chị là quý anh chị thấy không, nó khoảng sắt dày mà nó bắn rất là nhẹ, thì quý anh chị yên tâm rồi đó, bắn xà gồ đồ là vô tư. Mà cái đặc biệt của nó là chân pin M, chân pin thông dụng nha quý anh chị. Thế mình nói chân pin thông dụng là để mình dễ á, chân pin M, chân pin Makita đó, để quý anh chị mình dễ mua cái này. Mình đã có pin rồi, mình chơi cái chân này thôi là ok. Một cái như thế này gọn gàng, 890, nhưng khẳng định quý anh chị ai cũng khoái luôn. Đầu kẹp 10 ly nhỏ gọn mà auto lock tuyệt đối nữa. Quý anh chị thấy không? Kẹp cái là cứng liền. Đó, con này rất là đẹp. Đó, M21 quý anh chị nhìn là đã không? Đó, nhưng đảm bảo con này là bạn bán chạy hàng cực kỳ. Rồi thêm một con nữa, nếu quý anh chị mình muốn cái con này nó tới 79 Newton là con này nè. Quý anh chị thấy nhưng khoan không? Đó, rồi, với lại nói một cái nữa. Anh chị nào chạy ra trước lấy được cái con mà nhân test có giá yêu thương cho quý anh chị luôn. Thấy không, là con máy test là nhưng lấy nhân test là hồi thổi bụi sạch trơn rồi, nhưng máy mới. Nó là máy mới ha. Đây, con máy mới nè. Đó, nhưng khẳng định quý anh chị test tông nó về những con máy chạy từ. Con này thì cho quý anh chị mình coi cái thông số của nó ha. 21V nha, motor rúp không có chổi than. Tốc độ thì không cho tới 400 vòng, tốc độ số 2 từ 0 cho tới 1.600, 79 Newton, tức là nó bằng con The Watt 5 triệu 6, con 796 anh chị. Đầu kẹp 13 mm, có đảo chiều 3 chức năng, 23 cấp độ trượt ha. Thằng này á, nếu mà cái tốc độ mà để tốc độ búa của anh chị nó cao dữ lắm. Tốc độ búa này nó tới 28.000 vòng trên phút, là tốc độ búa, tốc độ búa nó rất là lớn. Đó, còn còn cái con nhỏ này á, tốc độ búa của nó cũng hết là 23.000 vòng quý anh chị, 22.000 vòng tốc độ búa. Đúng không? Tốc độ búa là rất là lớn nên quý anh chị thấy nhưng khoan cái tường á, khoan lỗ nó khoan lẹ dữ lắm, khoan dù dù á. Đó, thì quý anh chị thấy rằng là nếu mình lấy nguyên bộ chân pin như thế này, chân pin thông dụng hết á. Đời mới bây giờ nó làm cho Đế Tông cũng làm chân pin thông dụng hết trơn luôn. Chạy rất là mượt. Con này chạy ở đầu nó thẳng dữ lắm. Quý anh chị thấy không? Đầu auto lock lực cực kỳ đó, tốc độ lẹ nè, quý anh chị nghe nó thắng không, thắng từ ha, đó thắng từ cạch 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 luôn, y như con 796 của The Watt đó, quý anh chị thấy không đó. Bởi con này á là M21 quý anh chị, cái model nó đó, M21 ID13BL ha, tức là 13 ly, BL là chạy từ không có chổi than đó. Con này 10 thì là cũng chạy từ không có chổi than đó. Thì giá này là 1.350.000 là giá khuyến mãi của anh chị lần trước á, là 1.550.000 phải không, bây giờ giá tăng nhưng mà công ty vẫn hỗ trợ mình, giá nó là 1.350.000 cho cái body này của anh chị. Còn anh chị muốn mua mà có pin sạc luôn ha, một máy một pin một sạc, mà pin là pin xanh nha, pin này là pin dòng cao của anh chị, pin này pin xanh dòng cao. Giá là một bộ của nó như vậy á là 2.150.000, một máy một pin một sạc, tức là sạc nhanh nha. Sạc nhanh nó có cái tay như thế này. Đó, nó có cái bát khóa như thế này, tất cả hàng được bảo hành 6 tháng nha quý anh chị. Đó, cái bộ này nhưng khẳng định quý anh chị, hai cái khoang này là tháng này hot hot trend của tháng này, là hai phải nói về hai cái khoang mà chạy pin chạy từ đời mới nhất của Deptong dòng cải tiến quý anh chị, quá đã luôn. 890.000, 1.350.000, như nói với anh chị á, mình có pin rồi, nó xài chân pin cho dù là mấy thằng Trung Quốc á, cái gì cũng được, Makita xịn cũng được, miễn là chân pin thông dụng là quý anh chị bỏ vô xài ha. Thì quý anh chị có nhu cầu về cái thân không thì mua thân không thôi, còn mình chưa có pin thì khuyên với anh chị nên đầu tư cái pin của Deptong luôn. Sau này mình xài cái máy mài hay mình xài bất cứ cái gì nó cũng vô, xài rất là ngon, tại pin dòng xả cao quý anh chị. Nên là quý anh chị đầu tư cái bộ này á, không có sai đâu. Đầu tư cái bộ này nhưng nó khẳng định quý anh chị, sau này về lâu về dài á, mình xài được nhiều thứ lắm. Mà cái pin nó chất lượng nó cao, mà cái cục sạc này sạc nó lẹ nữa. Nên là đây là hai cái con máy quý anh chị thấy, máy mài Deptong, máy khoan pin Deptong, làm chuẩn xác cực kỳ mà giá thành cực kỳ dễ chịu. Nên là cái sự chịu đựng, cái sức chịu đựng của nó là quý anh chị khỏi chê à. Đồ Deptong giá rẻ nhưng mà chất lượng rất là phù hợp. Thì như khẳng định quý anh chị, hai con máy này là ai thấy cũng mê hết trơn đó. Giá nó cũng cực kỳ dễ chịu, 1.350.000 hoặc là 890 quý anh chị ha. Có nhu cầu liên hệ với Nhiên qua những số hotline bên trên liền. Mới vừa về sáng nay nhưng mà Nhiên đã bán được số lượng cũng mười mấy cái rồi đó quý anh chị. Bán rất lẹ, tại vì hôm qua Nhiên có giới thiệu là hôm nay về hàng, sáng nay người ta chạy ra người ta mua quý anh chị. Đó, cái mẫu này Nhiên nói ai cũng khoái hết trơn á.
Thì quý anh chị có ý kiến như thế nào để lại comment bên dưới. Nhưng nói không phải là nó tốt như là Makita hay The Watt đâu, nhưng mà với cái phân khúc, mấy anh chị cứ nói về cái phân khúc của nó khẳng định trên thị trường hiện tại, để mà có được cái giá này mà chất lượng mạnh cỡ dày, chất lượng tốt cỡ dày, khó. Khó, quý anh chị thấy không? Nên là Deptong nó bán lúc nào cũng là chạy hàng như tôm tươi, quý anh chị thấy không? Hết hàng liên tục. Ai bị tồn kho chứ Deptong mấy ông nội này không bán là coi như cháy hàng liên tục, quý anh chị thấy rõ ràng không? Từ cái sản phẩm gì của nó cũng vậy, ra là không bao lâu là cháy hàng liền. Tại vì cái chất lượng của nó ổn định lắm quý anh chị. Không tin quý anh chị cứ để lại comment bên dưới tôi xài Deptong rồi như thế nào đó. Để lại comment quý anh chị. Đó, nhìn thích như vậy ha. Rất là cảm ơn quý anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Mà phải mua liền mấy này quý anh chị. Mua ủng hộ. Cuối năm có quà. Quý vị, đó, rất là cảm ơn các anh chị. Chúc sức khỏe. Bây giờ như xin chào. Hẹn gặp lại vào những video kế tiếp nha. Bye bye.